cạnh phát triển du lịch thì biển miền Tây còn có lợi thế riêng của vùng đất được phù sa bồi lắng quanh năm, nên có những loại hải sản đặc trưng ngon lành làm chao đảo lòng người. Xứ này có nhiều vùng biển ngầu đục với bãi cát mang màu nâu của phù sa và là nơi chăn nuôi nhiều loại hải sản có giá trị. Có thể kể tới như là biển Tân Thành ở Gò Công, Tiền Giang, là vùng biển nổi danh với sản lượng nghêu lớn, bự con, chắc thịt và không có cát. Cách chế biến nghêu đơn giản nhất chính là đem luộc chung với một xíu nước và mấy tép sả. Bắt lửa, nấu đâu chừng vài phút là nghêu chín, há miệng ra và tỏa mùi thơm. Bóc con nghêu nóng, thổi thổi mấy cái rồi kê vô miệng thưởng thức. Nước luộc nghêu đậm đà, thịt nghêu thì dai và ngọt. Càng nhai là càng thấy sướng miệng luôn đó. Còn ở xứ Hà Tiên, Kiên Giang thì nổi danh với đặc sản con cà xỉu đem đi làm mắm sẽ đem tới vị ngon vô cùng đặc biệt. Cà xỉu là một loài nhuyễn thể có vỏ và có cái dòi dài sống chui sâu ở trong các biển. Cà xỉu được bán nhiều ở chợ địa phương, bà con mua về nấu được nhiều món ngon như xào mỡ, xào rau, nấu canh hay đem đi làm mắm. Mắm cà xỉu sau khi trộn xong có vị giòn ngon và mặn ngọt vừa miệng. Miếng mắm trong vắt nhìn bắt thèm. Thứ đặc sản Bình Dân này có thể ăn với cơm hay đem trộn chung xoài sống làm thành gỏi để mấy ông lai rai là đảm bảo ngon tới quên cả đường về. Về thăm xứ biển, khách ở xa sẽ rất thích thú khi được thưởng thức những món cá đặc sản nơi này. Trong đó phải kể tới hương vị của cá chèo bẻo nướng sa tế và cá chèo bẻo nấu lẩu chua thơm ngon nhất nhỉ. Cá chèo bẻo hay còn kêu là cá nhám có nhiều ở vùng biển Kiên Giang, Cà Mau. Thịt cá trắng tươi, dẻ chắc, xương toàn là gân sụn, nhai trong miệng rau ráo, nên hầu như con cá mần ra ăn không bỏ miếng nào hết. Cá được mần sạch rồi cắt khứa mỏng vừa ăn, đem ướp chung sa tế dậy lên màu vàng ươm hấp dẫn. Nướng chín trên lửa than là mùi thơm bay ra. Gấp miếng cá nướng chấm vô muối ớt chanh, cắn miếng nào là thấy đã liền miếng đó. Vì chứ cá nâu mà đem nấu canh chua với cơm mẻ hay đặc biệt đem kho chung với trái giác là ăn ngon tới quên cả đường về. Thịt cá nâu dẻ chắc, ngọt tự nhiên, lại có vị đậm đà đặc trưng của biển. Dẻ miếng cá rồi bỏ vô miệng thưởng thức. Ta nói ăn miếng nào là thấy đáng đồng tiền bát gạo miếng đó liền hà. Hay vùng biển đất mũi Cà Mau với bạc ngàn rừng đước lại là nơi trú ngụ của thứ ốc len, cá thòi lòi hay con ba khía đào hang ở dưới rễ đước. Để rồi mỗi năm cứ tới mùa ba khía hội là bà con bơi xuồng lội bắt mệt nghỉ chứ không chơi. Nhắc tới con này, người ta sẽ nhớ ngay tới quê hương Rạch Gốc, là vùng đất có sản lượng ba khía nhiều và chất lượng nhất, đem đi làm mắm sẽ bắt thèm tới món mắm ba khía mặn mòi hao cơm vào những ngày mưa nước lớn. Thứ mắm này trộn đơn giản với chanh đường tỏi ớt, hay trộn xoài, trộn khế, trộn với me non vì cũng bắt cơm dữ lắm. Hay với con ba khía tươi cũng làm được nhiều món nữa, như là ba khía luộc chấm muối tiêu chanh thì thịt ngọt thơm số 1, ba khía rang tiêu, rang me đậm đà. Hay tới bữa dọn cơm mà có tô canh chua ba khía thì ăn hoài mà cũng không thấy no.